vẫn thầm lặng đấy, mạnh mẽ đôi bàn tay, đôi mắt luôn hy vọng khát khao sôi sục cùng quyết chiến đại dịch. Dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười, sức mạnh cho bao người, cùng anh em sát cánh không rời, cho niềm tin muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng, chiều trái tim Việt Nam, cần lắm những con người góp thêm hy vọng, thêm vững tin kiên cường. Dù nhiều gian lao thách thức vô hình, chúng ta không một mình, cùng nhau giữ đất nước yên bình, chung vòng tay yêu thương. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, sau ngày tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiếng này gió mưa gió nắng, đi về cùng nhau nắm tay hai bề. Dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười, sức mạnh cho bao người, cùng anh em sát cánh không rời, đi tự do muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng, hiểu trái tim Việt Nam, cần lắm những con người giúp nhau xây đời, nâng đỡ nhau không rời. Biển trời bao la bát ngát tay mà, chúng ta vẫn một nhà. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 90 năm rèn luyện và trưởng thành. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng nhau! Cùng nhau! Cùng nhau! Cùng nhau! Cùng nhau! Hải Dương sẽ chiến thắng! Việt Nam đã hướng về thoát vòng chiến thắng, tiến lên!